Cho ba xin lỗi hai con, bởi vì sinh con ra mà ba không thể nào lo lắng nuôi dạy các con khôn lớn. Cho anh xin lỗi em, bởi vì anh đã không thể mang lại cho em cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau khi em xem được đoạn clip này thì chắc quá muộn rồi. Làm YouTube có gì không đúng, làm thiện nguyện có gì là sai. Kể từ khi bước chân vào con đường này, anh đã cố gắng thật là nhiều. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kênh của anh vẫn chưa đủ điều kiện bật kiếm tiền. Gần 8 tháng qua, anh đã cố gắng thật nhiều. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, kênh của anh vẫn chưa đủ điều kiện bật kiếm tiền. Anh chưa thể mang tiền từ YouTube về để lo cho mấy mẹ con em. Và đó cũng là sự bứt rứt dằn vặt trong lòng anh suốt bao nhiêu đêm. Vậy mà chưa bao giờ em hiểu được cho anh. Em luôn cho anh là người sống ích kỷ. Anh nói thiệt, ngày hôm nay anh thực sự ngán ngẩm với nghề cơ khí rồi. Giờ làm YouTube, anh cũng mong sao để vươn lên có thiệt nhiều tiền để lo cho mẹ con em. Mẹ em chưa bao giờ thấu hiểu được cho anh. Đã chưa thể làm ra tiền, chưa lo được cho vợ cho con, là anh đã tự dằn vặt suốt bao đêm trời không ngủ. Vậy mà ngày hôm nay, những lời dằn vặt của em lại càng làm cho anh thêm buồn. Và anh nghĩ có lẽ sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn. Thôi thì kiếp này cho anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ bù đắp cho mẹ con em. Còn sau đây là những lời mà em đã từng dằn vặt anh. Và đó cũng là những lời tự em nói với anh. Rồi bây giờ tự em nghe lại một lần. Biết bao là khó khăn, anh sắp vượt qua hết rồi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà anh không thể nào vượt qua được, đó chính là em. Em chưa bao giờ hiểu cho anh bao nhiêu năm làm công nhân cũng đủ ăn đủ sống thôi. Anh chuyển sang làm YouTube cũng mong kiếm con đường vươn lên, lo vợ lo con.
Tôi bao giờ anh nghĩ xin lo cho bản thân mình đâu. Rồi một lần nữa cho anh xin lỗi mẹ con em.